rồi thế là mình ấy cái phi vụ mua nhãn xong rồi luôn vậy. Mua hồi mình nhớ là ông tía mình, ông tía mình tính mua cam mà ông tía mình không khoái ngọt, ông chua, ông chịu chua. Mình nhớ lại thôi, mình trở lại mình mua mua ngọt cho ông. Có bữa mình mua sữa chua cái gì, sữa chua mang cái dạng như da ua của TH Trumil đó, qua đó uống không tốt cho đường ruột lắm mà. Ông cụ giờ ông uống rồi, ông uống chưa hết rồi nó bị, có nghĩa là ông uống lâu quá, ông không thích chua không thì nó uống chậm, cái nó bị sao, cái nó bị hư. Một chai một lít vậy là ông uống chưa hết. Không còn tốt nữa, mình không dám cho muốn bỏ luôn. Rồi bây giờ mình lên cậu cái răng quá vậy. Rồi mình đây nãy giờ mình đi chở cái răng, bây giờ mình lên cậu đây. Đây giờ mình lên cậu cái răng đây. Mình lên cái răng nha. Đây. Mình lên tới đỉnh cái răng, cậu cái răng mình ngừng cái. Đây cứ sao chở cái răng này quý vị. Đây quý vị, bây giờ là ở đây là mình đang đứng trên cái đỉnh cầu cái răng mình, cái này là cái hướng về phía bên tây nè quý vị. Đây là cái bảng chữ chợ nổi cái răng nè. Và ở phía sau lưng mình là cái chợ nổi Hẹn Gặp Lại quý vị, là cái hướng này là cái hướng nào đông, là từ bến Ninh Kiều đi trở về nè quý vị. Đây bây giờ mình zoom lại cho em quý vị thấy cái khách sạn Ninh Kiều luôn nè. Khách sạn Ninh Kiều nó cái đầu nó chớp, nó xanh xanh mà nó nhô lên đó quý vị. Và đây là cái điểm của hồi nãy mình đi phía dưới mình ghi hình trở lên nè. Thấy không? Nhà lầu 2 nè. Chợ Cái Răng nè. Và bên đây là nhà lầu 3 nè quý vị. Tất cả các điểm này đều mình đã có ghi hình trước hết rồi, nhưng mà bây giờ sẵn mình đi ngang mình đánh dấu cái điểm mốc lại thôi. Và ở bên đây là cái hướng Hậu Giang chạy trở về mình nè quý vị. Thì Hậu Giang chạy trở về trung tâm thành phố Cần Thơ qua cầu Cái Răng nè. Và cái để cái xe lớn nó chạy qua cho quý vị xem nè. Xe tới luôn, tấp nập luôn. Và cái hướng này là hướng thằng Tây nè. Đó. Mình quay ghi hình giáp một vòng rồi mình đi tiếp chứ gì. Đó, cái hướng này là cái hướng xe mình bắt đầu chạy ra cái hướng này về trung tâm thành phố Cần Thơ quý vị. Và phía bên xa kia đó là cái bờ kè đó quý vị, bờ kè dọc theo cái con sông Cái Răng nè quý vị.
cứ thế mà nó chạy thẳng về tới bến Ninh Kiều luôn, thẳng tầm tắp luôn quý vị ơi. Rồi như vậy là coi như là mình đi, mình đang đứng ở đỉnh của cái cầu Cái Răng, mình ghi một vòng cho quý vị xem trở lại một lần nữa rồi mình tiếp tục mình lên đường. Đó, nhà lồng 3 nè, chợ Cái Răng nè, nhà lồng 2 chợ Cái Răng nè, nhà lồng 3 nè. Rồi mình thấy là mình tiếp tục mình đi nữa quý vị ơi. Rồi bắt đầu lên rồi. Bắt đầu mình xuống dốc cầu Cái Răng đây. Mình hồi nãy cũng do dự, mình cũng tính đi đường tắt cái gì mà đi đường tắt thì thấy dơ quá. Thôi bây giờ mình đi đường vòng đúng không nha. Thay vì mình đi chung với cầu Cái Răng này, mình đi trở về Hoàng Quốc Việt. Đi Hoàng Quốc Việt rồi mình sẽ trở về mình rồi. Nhưng mà thôi, bây giờ mình không đi đường đó nữa. Mình đi đường này nó vòng chút xíu mà nó không có bị sình cái gì. Tại vì mưa trời, mưa sáng giờ cũng nhiều, cũng khá nhiều á. Có tương lai là nó bị sình. Rồi nó đầu tới cầu Đầu Xấu nữa vậy. Cầu Đầu Xấu thì bên đây không có cái biển báo, cái bảng của cầu Đầu Xấu, nhưng mà bên phía bên kia thì có mà rất là mờ luôn. Rồi như mình mấy cái clip trước mình có nói gì, cái đường 3 tháng 2 là cái đường thẳng phía bên tay trái mình đó, là cái đường 3 tháng 2 đó. Còn cái đường mà đang quẹo cua phải này đó là cái đường 30 tháng 4. Đó là hai cái đường này nó chụm vào nhau, nó đi qua một con đường duy nhất là con đường của cầu Đầu Xấu, và nó đi chỗ thẳng xuống quốc lộ 1A đi về Hậu Giang luôn quý vị, ngã 7 Sóc Trăng, ngã 7 Hậu Giang và Sóc Trăng luôn. Giờ mình đang đi trở về con đường 3 tháng 2 quý vị ơi, mình không có quẹo 30 tháng 4. Đó, bây giờ mình đang về 3 tháng 2 đây. Đó, cũng gần thôi, mình nói nó vòng đi thôi chứ nó cũng không có xa lắm. Nó cũng tương đối nó hơi gần, nó xa hơn từ kia tí xíu thôi. Đây, bây giờ cái chỗ đèn đỏ phía trước là con đường mới mở đi xuống cái cầu Trần Hoàng Na đó quý vị. Cái cầu đó bây giờ cũng chưa hoàn thành, chưa hoàn thành mình cũng không đi xuống, tại đi xuống cũng mấy lần rồi, 3 lần rồi. Thì mình giờ đi xuống dự gì nữa thì công trình nó cũng còn
gian dở vậy thôi chứ cũng không có cái gì mà nó tương tác hết. Thôi cũng bây giờ mình không đi, để khi nào nó khánh thành luôn mình đi cho nó đẹp. Đi cũng mấy tiếng rồi mà nó cũng nhanh dở, tại vì công trình đang thi công rồi quý vị, chưa có xong mà. Rồi đây mình đang đi trên trục đường Trần Hoàng Nam mới mở. Con đường này mới mở sau này thôi. Trần Hoàng Nam lúc xưa nó còn nằm một đoạn từ cái đường nãy mình quẹo qua đi xuống bờ sông Cái Răng thôi. Nhưng mà bây giờ đường này mới mở nè. B rồi. Đây. Con đường này đi vào quốc lộ. Đây đường nhà này vào lộ 91B đây quý vị. Đó. Đó khu dân cư 91B chứ quên. Lộ 91B thì nó chạy song song, nó chạy thẳng lên cái chạy thẳng lên ngã ba đi trở về lộ 91 cái gì. Và ở đây là cầu đầu xấu nữa nè. Đó, ông cầu đầu xấu nãy mình đi qua dưới rồi. Nó trong con sông nó chạy đến đây vẫn tiếp tục cầu đầu xấu. Và cái cầu mà nó nằm ở bệnh viện quốc tế Phương Châu cũng là cầu đầu xấu luôn. Mà họ không có đặt 1, 2, 3. Là ba cái cầu đầu xấu gì nữa. Tại vì nó nằm trên cái rạch đầu xấu thì gọi là cầu đầu xấu. Bây giờ họ mở con đường này tắt mình đi mau lắm. Lúc xưa mình đi con đường 91B á, mình lên đó mình cua nó còn một khúc nữa là nó xa hơn. Ở đây mình đỡ mình cua mà mình đi tắt hơn nữa, đi sóc ngược trở lại. Con đường này nó đi sóc ngược trở lại chứ nó không có đi song song với cái đường 91B cái gì. Đó, khu đây là mình ở đây là khu dân cư Hồng Phát rồi nè. Rồi. Đây. Có đèn đỏ ở đây quý vị. Rồi tiếp tục quý vị ơi. Rồi bây giờ mình về vô đường này, đi vô cầu Út nè. Út dắt này có đi làm không biết nữa, năm nào có học không biết có đi làm hay không.
thức ăn ngủ rồi. Bây giờ mình vô mình không gặp được cái cậu Út rồi. Bây giờ mình chạy trở ra, mình gửi đồ cho cậu Út rồi mình đi ra mình về. Mình lên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, mình chạy sóc ngược lại Nguyễn Văn Cừ về. Có nghĩa là mình đi từ cái hướng thiện nguyện Trúc Lâm phương Nam mình chạy trở về rồi. Cái cầu đầu xấu nữa nè quý vị. Đó, vậy là mình bữa nay mình đi qua ba cái cầu đầu xấu luôn. Rồi, cầu đầu xấu rồi. Rồi, tiếp tục lên đường. Bây giờ mình đi trở về Nguyễn Văn Cừ nói dài, mình trở về Nguyễn Văn Cừ đây. Và mình đi trở về đây là đi, nếu mà đi thẳng luôn đi trở về Cùng Phương.
Ngày hôm nay quý vị ghé đây tí xíu.